vô đây bắt hợp cho con uống cái rồi cha ra cha sửa cái nhà coi. Lùi ra. Nó, mấy đứa này vô nhà là nó phóng quế bừa bãi à. Sợ lắm. Thuốc nó để trong tủ lạnh các bạn. À, mẹ mình đang bắp. Ừ. Ứ é gì lên đây. Nè các bạn, đây. Uống là có con C à. Không mày không tiếp à, đàn chó hôm nay mình thả hết các bạn đó, đó bé mật, bé vàng, bé tây, bé gấu vàng, bé lucky, thằng cò, bé ruby, dì phốc trắng, bé lượm, bé ròm, dì gấu đen, chú vàng kem đang đờn, gấu xám, lu, mỹ, mai, hết rồi đủ rồi, thằng lợn mở ra là đủ rồi đó. Nó thôi bây giờ mình còn quên nữa, một thằng quan trọng nữa, thằng này là chum, thằng này nó ở trong nhà với mình với Bách Hợp. Bây giờ mình khiêng cái này vô nhà. Cái này là để chắn mưa gió các bạn. Trời ơi, rồi cứ ngắt luôn á, đó cơm mà ăn mà ngã ngớn rồi dư luôn rồi các bạn, là thấy là dữ dằn luôn á. Nó bây giờ là mình sẽ cột mấy cái tấm vô là nó gió nó không có vô chỗ này, một bên để nó đi ra vô. Còn con này lát rửa.
đó, mình lấy mấy cái tấm này mình cột nè các bạn, hai tấm là đủ à. Nói chung nhà có gì dùng lấy. Để vô cái là kính liền. Này là gió là nó không vô nổi luôn các bạn. Đó. Này là ấm cúng. Màn thì bao la. Các bạn đừng có sợ nó ngủ thiếu màn. Mình mua một đống nè. Còn cái nữa nè. Rồi bên đây che là kính mít luôn nè. Đó trời ơi. Trời ơi vô nhà người ta luôn ơi. Ơi vô nhà người ta phá luôn kìa. Còn chuồng lớn á để ngày mai mình mua thêm mới ba lớp nữa. Che là hết đẹp. Giờ là ấm cúng rồi đó. Chứ mà hồi đó mình che bằng cái như cái tờ nhựa rồi nè, tờ in rồi nè. Xé nát hết, trời ơi xé. Thôi không còn cái gì. Đó, 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 đó. Ăn được không ạ? Chưa ráo là thử răng ăn được không? Không biết ăn được không ta? À, tập trung, đi, đi, đi. Vô. Đi. Tới giờ ăn cơm đây. Ba mình cho ăn cơm. Thôi xin dừng video tại đây để mình chuẩn bị cho tụi nó ăn cơm các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.